Mến chào cả nhà. Đây là nút giao trạm 2, có diện tích là 27 ha với 4 vòng tròn hoa thị. Đường kính của mỗi hoa thị là 420 m. Đây là công trình thuộc dự án mở rộng xa lộ Hà Nội, được khởi công từ năm 2017 với tổng kinh phí xây dựng là 165 tỷ do công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là CII, làm chủ đầu tư. Dự án có hai hầm chui trên hai đường song hành xa lộ Hà Nội và các nhánh rẽ của nút giao trạm 2. Thời hạn hoàn thành là năm 2018. Tính đến nay là đã trễ 5 năm, nhưng chỉ mới hoàn thành được một hầm hướng từ Đồng Nai về Sài Gòn, dài 780 m, hầm rộng 13,5 m cho 3 đến 4 làn xe, hầm cao 2,5 m, có vận tốc thiết kế là 50 km/h. Dự kiến hầm này sẽ thông xe vào cuối tháng 4 này. Tuy chưa thông xe nhưng gần đây đã có khá nhiều phương tiện chạy qua hầm. Nếu ai đã chạy thử sẽ thấy được sự tiện lợi của dự án này. Nó giúp tiết kiệm được khá nhiều thời gian so với các hướng di chuyển tạm hiện nay.
2 theo hướng Sài Gòn đi Biên Hòa, có tổng chiều dài là 1.020m. Nhánh này chưa thông tuyến, đang tạm dừng thi công do chưa đủ mặt bằng. Theo chủ đầu tư thì còn 28 hộ dân nữa thuộc phường Tân Phú chưa được giải tỏa. Nếu có thêm được 300m mặt bằng còn lại này, nhà thầu dự kiến sẽ làm xong trong 3 tháng. Đây là khu vực ga công nghệ cao vào giờ cao điểm. Đây thật sự là điểm đen của giao thông suốt thời gian qua. Do cấm xe máy chạy ngoài đường xa lộ Hà Nội nên tất cả các phương tiện bị dồn vào đường song hành, khiến cho đoạn này như nút thắt cổ chai. Hiện nay ga công nghệ cao đang trải dần mặt bằng trên đường song hành. Hy vọng bà con sẽ đỡ khổ hơn trong thời gian tới.